Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phục Music. Và đây là tập số 6 của series Bạn hỏi Minh Phục trả lời. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi của bạn Hùng nhé. Cho mình hỏi Harmony khi mua đã tặng luôn bộ đôi chân và pedal chưa? Chào bạn Hùng nhé. Thì bộ chân và pedal đi kèm với đàn Harmony luôn nhé bạn. Đặc biệt là khi bạn mua hàng ở Minh Phục Music, bên mình sẽ tặng ngay cho bạn bộ đôi quà tặng, đó chính là một jack phone và một dây MIDI để giúp bạn tận dụng hết mọi chức năng ở trên đàn nhé. Và một câu hỏi về Kodman K350 của bạn Huyền. Cho mình hỏi đàn K350 khi mua đã có sẵn nguồn trong thùng chưa? Chào bạn Huyền nhé. Thì tất cả các dòng đàn bên mình bán á, thì trong thùng đàn đều đã có sẵn adapter đi kèm rồi. Ngoài ra thì trong thùng sẽ còn có giá đại sách và một sách hướng dẫn nữa nhé bạn. Câu hỏi của bạn Trường. Cho tôi hỏi mua đàn có được mở ra kiểm tra trước không? Cảm ơn. Chào bạn Trường. Bên mình chỉ bán hàng mới, sản phẩm sẽ nguyên thùng nguyên seal luôn. Khi bạn nhận được đàn á, vui lòng kiểm tra đúng tên đàn mà mình đã đặt chưa nhé. Sau đó thì tiến hành thanh toán và nhận đàn thôi. Trong quá trình khui đàn, bạn hãy quay lại video. Nếu sớm phát hiện đàn bị lỗi, bạn sẽ được đổi ngay một cây đàn mới mà không tốn bất kỳ chi phí nào nhé. Đừng quá lo lắng khi gặp phải sự cố trên. Hãy liên hệ qua hotline để được bên mình hỗ trợ nhanh chóng nhé. Và đến câu hỏi của bạn Ngọc. Đàn SV800 có đi show được không sót? Chào bạn Ngọc nhé. Đàn SV800 mà để đi show thì quả là tuyệt vời luôn nhé bạn. SV800 là một trong những mẫu hàng đến từ nhà Kodman mà các khách hàng bên mình luôn ưu chuộng để đi trình diễn, đi show cũng như là học tập. Đàn luôn được Minh Phục Music update các style mới, hot trend nhất thị trường. Vậy nên em nó cực kỳ là phù hợp để đi show luôn. Bạn có thể vào website của Minh Phục Music để tải các style mới này về nhé. Link update thì mình sẽ để ở trên đây và các bạn có thể bấm vào và tham khảo nhé. Chúc bạn sẽ có những buổi đi show thành công cùng với SV800. Và câu hỏi cuối cùng trong số kỳ này của bạn Minh Huy. Mua hột gan của Kodman thì bảo hành như thế nào vậy shop? Rất cảm ơn câu hỏi của bạn Huy. Với Minh Phục Music, chính sách bảo hành thì vô cùng hấp dẫn bạn à. Khi bạn mua hột gan Kodman K150, bạn sẽ được bảo hành 12 tháng. Và các dòng hột gan còn lại từ K200, K250, K300S, K350 và đặc biệt là SV800 đều được bảo hành đến tận 24 tháng. Bạn hãy chọn ngay cho mình một cái đàn ưng ý nhất nhé. Đã trải qua 6 tập, rất cảm ơn những câu hỏi và đóng góp của các bạn để Minh Phục Music ngày càng phát triển hơn. Rất cảm ơn các bạn đã xem và đóng góp những câu hỏi hay trong tập lần này. Nếu các bạn còn thắc mắc nào thì hãy nhớ comment ở phía dưới. Tụi mình sẽ ra những video tiếp theo để giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phục Music tại 347 Điện Biên Phủ phường 4 quận 3 và 98 Bành Văn Chân phường 7 quận Tân Bình. Hoặc liên hệ vào số line 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.